Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3031, người thức tỉnh là gì? Nhìn thấy văn tự trên sách gấm, ảo tưởng của tất cả đám người Hoang Tàn Phong đều tan vỡ. Hoang Tàn Phong tê liệt ngồi bịch xuống mặt đất, mặt xanh mét, lẩm bẩm nói, vì sao lại như vậy? Vẻ mặt của những trưởng lão khác vô cùng mất mát. Gần trăm tộc nhân của đệ cửu mạch đều cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Vốn tưởng rằng nghênh đón thi thể hoang cửu hỏa thì mạch của họ có cơ hội quật khởi, không nghĩ lại nghe được tin dữ như vậy. Tại sao? Hoang Vô Dục chế nhạo nói, những năm gần đây, mạch của các người đã cống hiến gì cho bộ tộc chúng ta chưa? Mỗi lần đại hội gia tộc, các người đều là mạch xếp cuối cùng, là sỉ nhục của bộ tộc chúng ta. Càng đừng nói đến mạch của các người đã hơn 10.000 năm nay chưa từng xuất hiện người thức tỉnh. Tám mạch khác, mấy nghìn năm đều sẽ xuất hiện một người, duy chỉ có các người, từ trước tới nay không hề có một người nào xuất hiện. Cơ thể Hoang Tàn Phong run rẩy, ông ta nói, tôi vô cùng hổ thẹn với tổ tiên. Ông ta đánh mạnh vào đầu mình. Hoang Vô Dục thấy thế thì cười lạnh, trong lòng anh ta suy nghĩ, loại phế vật này, chết mới tốt. Các trưởng lão khác của đệ cửu mạch phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đủ rồi. Một tiếng quát lạnh vang lên. Cơ thể Hoang Tàn Phong cứng đờ, bàn tay sắp đánh vào đầu mình cũng dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục. Ông ta nhìn Đường Tuấn, nói anh Đường, tôi là tội nhân của mạch chúng tôi, anh không nên ngăn cản tôi, để tôi lấy cái chết tạ tội. Đường Tuấn nói, chết không thể giải quyết vấn đề. Ông chết rồi. Hai con gái của ông phải làm sao? Hoang Dược Phi cùng Hoang Vũ nhào tới trước người Hoang Tàn Phong, gắt gao nắm lấy tay ông ta. Hoang Tàn Phong ôm hai người con gái của mình, khóc lóc nói, ba có lỗi với các con, tôi có lỗi với tộc nhân. Vẻ mặt các tộc nhân khác của đệ cửu mạch càng bi thương. Hoang Vô Dục ném sách gấm đến trước mặt Hoang Tàn Phong, nói trang sách gấm này chính là do hội trưởng lão phát ra, từ nay về sau. Mạch của các người không có bất kỳ quan hệ gì với bộ tộc cổ hoang thú chúng tôi. Hoang Vũ Cực nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói, ha ha ha, anh thấy rồi đấy, anh không cứu được họ đâu. Đường Tuấn không để ý Hoang Vũ Cực, nói với Hoang Tàn Phong, người thức tỉnh là gì? Từ lời nói Hoang Vô Dục, anh biết được sở dĩ đệ cửu mạch bị đá ra khỏi tộc quần, nguyên nhân là bởi vì đệ cửu mạch đã rất lâu không xuất hiện người thức tỉnh. Hoang Tàn Phong đã không còn tâm tư giải thích. Hoang Dược Phi lau nước mắt, nói, bộ tộc cổ hoang thú chúng em am hiểu tinh thần lực, mà một số ít thiên tài dị bẩm tinh thần lực sẽ xuất hiện biến dị, loại biến dị này chúng em gọi là thức tỉnh, một khi thức tỉnh, tinh thần lực của người đó sẽ tăng gấp đôi, việc tu luyện thành nửa bước thần quân cũng không phải vấn đề lớn. Đường Tuấn nhíu mày, nói, vậy nếu mạch các em cũng có người thức tỉnh xuất hiện, có phải sẽ không bị đá ra khỏi tộc quần hay không? Hoang Dược Phi gật đầu. Nói, dựa theo đạo lý mà nói là như vậy, nhưng mà... Nhưng sự thức tỉnh này là không chắc chắn, đây là yếu tố mà con người không thể kiểm soát được. Huống hồ, hơn 10.000 năm nay, đệ cửu mạch đã không xuất hiện người thức tỉnh, anh cho rằng trong thời gian ngắn có thể xuất hiện sao? Hoang Vũ Cực tiếp lời, lạnh lùng nói. Hoang Vô Dục cũng thở dài nói, muốn tinh thần. Chương 3032. Có lẽ tôi có thể thử. Đường Tuấn nhìn đám người Hoang Dược Phi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên anh biết tinh thần lực thức tỉnh của cổ hoang thú này nên cũng muốn thử. Hoang Vũ Cực cười nhạo, nói anh thật sự muốn thử. Thật sự là cười chết tôi. Hoang Vô Dục lắc đầu, khuyên nhủ anh Đường, tôi biết tinh thần lực của anh mạnh, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh đừng làm vô dụng, họ không đáng để anh làm như vậy. Hoang Tàn Phong thở dài, nói anh Đường, tôi biết cậu vì muốn tốt cho chúng tôi. Nhưng tinh thần lực thức tỉnh hoàn toàn là ngẫu nhiên, y thuật của cậu có tốt đến mấy cũng không làm gì được. Hay là, cậu đừng lãng phí tinh thần lực trên người chúng tôi. Những gì cậu làm cho mạch của chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ, cậu nên nhanh chóng rời đi. Sau khi Hoang Vô Dục mang đến tuyên bố của hội trưởng lão, những lão nhân đệ cửu mạch tâm như cho tàn. Họ đã cố gắng phấn đấu hơn nửa đời người vì muốn để đệ cửu mạch trở nên huy hoàng, nhưng bây giờ tất cả cố gắng đều uổng phí. Một cuốn sách gấm đã giết chết tất cả hy vọng và nỗ lực của họ. Anh Đường, anh đi đi, chúng tôi không đáng để anh bận tâm. Chúng tôi đã trở thành đứa con bị tộc quân bỏ rơi, không có hy vọng. Không chỉ Hoang Tàn Phong, các trưởng lão khác cũng tuyệt vọng. Ngay cả cô bé đi theo Đường Tuấn bây giờ cũng đang rơi lệ,
vẻ mặt vô cùng bị thương. Đường Tuấn nhìn mọi người ở đệ cửu mạch, cười nói, không ai nguyện ý thử sao. Dễ dàng buông tha như vậy, mọi người có cam tâm không? Đám người Hoang Vô Dục và Hoang Vũ Cực đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt trêu chọc nhìn Đường Tuấn. Thiếu gia Hoang Vô Dục, anh có muốn ngăn cản anh ta hay không? Hoang Võ Cực truyền âm. Hoang Vô Dục nói, không cần, cứ để cho anh ta tự biết khó mà lui là được. Đến khi anh ta thất bại, chắc chắn sẽ tự buông tha. Đến lúc đó sự sống chết của đệ cửu mạch vẫn là do chúng ta định đoạt. Hoang Vũ Cực âm thầm gật đầu, trong lòng vô cùng chờ mong có người có thể đứng ra để Đường Tuấn thử. Anh Đường, để em. Đứng lúc này, Hoang Dược Phi đứng ra. Cô bé vừa đứng ra, trong ánh mắt Hoang Tàn Phong hiện lên một tia bối rối, vội vàng nói, Dược Phi, hay là bỏ đi. Hoang Dược Phi lắc đầu, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Hoang Tàn Phong ngạc nhiên, quay sang hỏi Đường Tuấn, anh Đường, trong quá trình này có nguy hiểm hay không? Đường Tuấn nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về sự thức tỉnh của bộ tộc các người, lần này cũng là lần đầu tiên thử, chắn chắn là sẽ có nguy hiểm nhất định. Hoang Tàn Phong nghe vậy, vội vàng nói, Dược Phi, để ba đi trước. Hoang Dược Phi là hy vọng của họ, chỉ cần trong tương lai, cô bé có thể đi trên con đường bác sĩ này xa hơn, có lẽ có thể làm cho mạch của họ có thể trở về tộc quần cổ thú hoang. Nếu thí nghiệm này của Đường Tuấn có nguy hiểm, vậy làm sao họ có thể để Hoang Dược Phi đi thử đây? Hoang Vũ cũng cướp lời nói, ba, em gái, hay là để con đi? Anh Đường, nếu anh muốn thử, hãy để em làm điều đó. Chuyện nguy hiểm như vậy, cậu vừa là con vừa là anh trai, nhất định phải chủ động gánh vác. Không chỉ như thế, mà nhiều trưởng lão của đệ cửu mạch cũng đều hô lên, muốn thay thế Hoang Dược Phi. Thật là buồn cười. Hoang Vũ Cực cười nhạo nói, đệ cửu mạch lớn như vậy mà không ai nguyện ý tin tưởng anh ta. Hoang Vô Dục cũng lắc đầu, anh ta suy đoán lần thử này sẽ chết một, hai người. Không cần, cứ để Dược Phi thử đi. Đường Tuấn cười nhạt, anh biết đám người Hoang Tàn Phong lo lắng cái gì. Chương 3033. Hoang Tàn Phong và tộc nhân của đệ cửu mạch thấy thế, há hốc miệng, nhưng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt của họ đều là không đành lòng nhìn Hoang Dược Phi. Hoang Dược Phi đi tới trước mặt Đường Tuấn, nghiêm túc nói, em tin tưởng anh Đường. Đường Tuấn nói, yên tâm đi, em sẽ không hối hận đâu. Tay anh nhẹ nhàng đặt trên trán của Hoang Dược Phi, trên tay có vầng sáng nhàn nhạt hiện ra. Tay kia của anh cầm mấy cây kim dài màu bạc, nhẹ nhàng đâm vào đầu Hoang Dược Phi. Dạ, Hoang Dược Phi nhướng mày, phát ra hừ thống khổ, cô bé cắn chặt răng, giống như đang chịu đựng cơn đau vô cùng lớn. Dược Phi, đám người Hoang Tàn Phong hét lên, vô cùng lo lắng. Trạng thái của Hoang Dược Phi hình như không tốt lắm. Ha ha, coi mình là bác sĩ thần sao? Hoang Vũ cực kỳ khinh thường nói. Tuy rằng khi nãy anh ta bị Đường Tuấn giáo huấn một trận, nhưng bây giờ có Hoang Vô Dục làm chỗ dựa, nói chuyện cũng không cần cố kỵ. Hoang Vô Dục cũng lắc đầu, bộ tộc cổ hoang thú từng mời bác sĩ thần, muốn dùng ngoại lực thức tỉnh tinh thần lực, khi đó anh ta cũng ở đấy, may mắn được chứng kiến. Vị bác sĩ thần kia khi ra tay mang theo thần quang, toàn thân của vị tộc nhân cổ hoang thú được chữa trị kia nở rộ ra ánh sáng hào quang, vô cùng phi phàm. Mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng thể chất của tộc nhân cổ hoang thú kia cũng tăng lên rất nhanh. So sánh với lúc này, y thuật mà Đường Tuấn bày ra thật sự không đủ khen ngợi, thậm chí Hoang Vô Dục còn cảm thấy bình thường. Cho rằng có bát phẩm tinh thần lực chính là bác sĩ thần sao, thật sự là ý nghĩ buồn cười. Hoang Vô Dục trong lòng cười lạnh. A. Tiếng hét của Hoang Dược Phi càng lúc càng lớn, trong tiếng hét chứa đầy sự đau đớn làm cho người ta không đành lòng. Anh Đường, hay là ngừng tay đi. Dược Phi rất đau đớn. Anh Đường, đừng vì tranh giành khí phách mà làm tổn thương Dược Phi. Rất nhiều tộc nhân của đệ cửu mạch lên tiếng. Đường Tuấn lại coi như không nghe thấy, toàn bộ tâm trí đều đặt trên mấy cây ngân châm trong tay mình. Khóe miệng của Hoang Dược Phi chảy máu, nhỏ giọt trên mặt đất. Lần này, rất nhiều người nhận không được lớn tiếng nói, mạch chủ. Mau ngăn cản anh ta lại đi, Dược Phi gặp nguy hiểm. Ánh mắt Hoang Tàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tuấn, pháp lực của ông ta đã thúc giục, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh Đường Tuấn. Ông ta tình nguyện thay Hoang Dược Phi bị thương, vì không muốn nhìn thấy Hoang Dược Phi vô duyên vô cớ mất mạng. Chương 3034. Nhưng ngay khi Hoang Tàn Phong chuẩn bị ra tay, vẻ mặt thống khổ của Hoang Dược Phi đột nhiên biến mất mà trở nên bình tĩnh. Không thể nào,
mọi người trong sân, ngoại trừ Đường Tuấn ra, tu vi của Hoang Vô Dục là cao nhất. Giờ khắc này, trong lòng anh ta run lên, Hoang Dược Phi tuy rằng bình tĩnh, nhưng từ trên người đối phương, anh ta cảm nhận tim mình đang đập cực nhanh. Trên mặt của Hoang Tàn Phong cũng vô cùng kinh ngạc, thúc giục pháp lực tiêu tán. Đúng lúc này, mi tâm của Hoàng Dược Phi lóe ra, đột nhiên phát ra một cỗ tinh thần lực vô cùng cường đại. Phù 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 phù. Cỗ tinh thần lực này vừa xuất hiện, các vị trưởng lão của đệ cửu mạch đang đứng tương đối gần không chịu nổi, tất cả đồng thời quỳ xuống. Một lát sau, Hoàng Tàn Phong và Hoàng Vũ Cực cũng không chịu nổi loại uy áp tinh thần này, đành quỳ một gối, kiên trì vô cùng khó khăn. Đây là tinh thần lực cấp 8. Ánh mắt Hoàng Vô Dục hoảng sợ, từ trong cỗ tinh thần lực này cảm ứng được khí tức cấp 8. Anh ta lúc này cũng đang cực lực chống đỡ, trên đỉnh đầu, một đầu hư ảnh tinh thần lực cổ hoang thủ hiện ra. Hoàng Vô Dục không dám tin, nhìn chằm chằm Hoàng Dược Phi, trong đầu nhảy ra một suy nghĩ, vậy mà thật sự thức tỉnh. Tuy rằng anh ta chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thức tỉnh như thế nào, nhưng một trong những dấu hiệu thức tỉnh chính là tinh thần lực tăng vọt, trạng thái của Hoàng Dược Phi lúc này không phải là như thế sao? Không chỉ một mình Hoang Vô Dục nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ đến cái này. Đường Tuấn cất ngân châm, chậm rãi thở ra, cảm thấy hài lòng nhìn Hoang Dược Phi, nói cỗ lực lượng này vốn là lực lượng trong cơ thể cổ hoang thủ các em, chỉ là bị phong ấn ở sâu trong thức hải. Cơ duyên trùng hợp, có khả năng cởi bỏ. Hiện tại anh chỉ có thể xé rách một phần phong ấn, chờ em thích ứng với tinh thần lực hiện tại, em có thể tự mình từ từ xé mở phong ấn, đến lúc đó tinh thần lực còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Tinh thần lực của em bây giờ gần tới cấp 8, tu luyện một đoạn thời gian, chắc chắn có thể đạt cấp 8 là điều đơn giản. Hoang Dược Phi miệng khẽ há, run giọng nói, anh Đường, đây có phải là sự thật không? Đường Tuấn gật gật đầu, ngay cả anh cũng cảm thấy rất thần kỳ. Bộ tộc cổ hoang thú lại có thể ẩn giấu một cỗ lực lượng cường đại như vậy. Hoang Dược Phi cảm nhận được tinh thần lực mạnh gấp 2 lần so với lúc trước, trên mặt lộ ra ý cười. Dựa vào thực lực hiện tại, cô bé hoàn toàn có thể bảo vệ đệ cửu mạch. Chờ Hoang Dược Phi thu liếm tinh thần lực, mấy người Hoang Vô Dục mới phục hồi tinh thần, đều ngạc nhiên không biết nói gì nhìn cô bé. Thiếu gia Hoang Vô Dục. Hoang Võ Cực cảm giác toàn thân mình đang run rẩy, nói không nên lời. Chương 3035. Là thiên kiêu đệ ngũ mạch, anh ta biết rất rõ chuyện này có ý nghĩa gì. Hoang Vô Dục nhìn Đường Tuấn, trầm giọng hỏi, chuyện này là ngẫu nhiên sao? Nếu như không phải ngẫu nhiên, vậy loại biện pháp thức tỉnh này nhất định phải có được. Chỉ cần nắm giữ phương pháp này, vậy bộ tộc của họ sẽ có rất nhiều thần quân. Đường Tuấn hỏi ngược lại, nói, anh cảm thấy thế nào? Hoang Vô Dục ngẩn ra, cắn răng nói, anh hãy dạy cho tôi phương pháp này, tôi sẽ thay mặt đệ tam mạch đi cầu xin hội trưởng lão, để đệ cửu mạch trở về tộc quần. Nếu lúc trước nghe được tin tức này, đám người Hoang Tàn Phong nhất định sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất buồn cười. Hoang Tàn Phong cười lạnh nói, Hoang Vô Dục, cậu coi chúng tôi là kẻ ngốc sao? Chỉ cần chúng tôi nói tin tức tinh thần lực của Dược Phi thức tỉnh cho hội trưởng lão, chỉ sợ hội trưởng lão sẽ đồng ý cho chúng tôi trở về tộc quần ngay lập tức. Cậu lại muốn dùng cái này uy hiếp anh Đường, để bắt cậu ấy giao biện pháp thức tỉnh cho cậu, thật sự là hoang đường. Sắc mặt Hoang Vô Dục trở nên tái mét, Hoang Tàn Phong nói không sai, một nhân hoang thú tinh được thức tỉnh đối với cả tộc quan có tầm quan trọng rất lớn. Vậy thì không thể trách tôi được, tôi chỉ có thể thông chi chuyện này cho hội trưởng lão. Cấm vệ hắc giáp, lập tức phái người đến bảo vệ đan hà cảnh, không cho phép bất kỳ người nào rời đi. Hoang Vô Dục nhe răng cười. Cấm vệ hắc giáp nhận lệnh rồi rời đi. Vẻ mặt Hoang Tàn Phong thay đổi, nói, Hoang Vô Dục, cậu muốn làm cái gì? Hoang Vô Dục lạnh lùng nói, nếu hội trưởng lão biết chuyện này, ông cảm thấy hội sẽ làm như thế nào? Hoang Tàn Phong dùng mình, ông ta cảm giác được nguy cơ rất lớn đang chuẩn bị ập tới. Phương pháp thức tỉnh này có tầm quan trọng rất lớn đối với bộ tộc cổ hoang thủ. Nếu hội trưởng lão biết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp lấy, đến lúc đó Đường Tuấn chắc chắn sẽ lâm vào nguy hiểm. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của mấy người Hoang Dược Phi, Đường Tuấn an ủi, yên tâm đi. Họ không thể làm gì được anh đâu. Hoang Vô Dục mỉa cười, nói, vậy thử chờ xem. Tại Dương Thần Vực, đây là nơi ở của tộc nhân trung tâm nhất tại bộ tộc cổ hoang thú. Bình thường chỉ có tộc nhân và thành viên của hội trưởng lão của ba mạch đầu tiên mới có thể tùy ý ra vào. Bốn phía Dương Thần Vực đều sắp xếp rất nhiều thủ vệ của đội cấm vệ hắc giáp, vì vậy, độ phòng ngự vô cùng chắc chắn.
Trong một tòa nhà cao tầng ở Dương Thần Vực, Hoàng Thái Tức đứng bên cạnh một chàng trai trẻ tuổi, nhìn về phương xa. Hoàng Thái Tức đã là thiên kiêu chi tử của bộ tộc cổ hoang thú, là nhân vật thiên tài của đệ nhị mạch. Nhưng khi so sánh với chàng trai trẻ tuổi đứng bên cạnh, khí tức của anh ta kém hơn rất nhiều. Hoàng Thái Tức cảm nhận được khí tức của chàng trai trẻ tuổi bên cạnh, dùng mình, hỏi, Hoàng Kỳ Nhất, anh rốt cuộc đã đi bao xa? Chương 3036. Hoàng Kỳ Nhất, thiên tài đệ nhất mạch của cổ hoang thú, là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bộ tộc cổ hoang thú. Hoàng Kỳ Nhất lạnh nhạt cười, nói, Hoàng Thái Tức, anh sao lại hỏi tôi câu này? Thật sự làm cho tôi kinh ngạc, không phải anh và Hoàng Vô Dục luôn coi tôi là đối thủ sao? Cư xử hôm nay không giống anh lắm. Hoàng Thái Tức cười khổ, nói trước khi anh thức tỉnh tinh thần lực, đúng là tôi và Hoàng Vô Dục coi anh là đối thủ, nhưng sau khi anh thức tỉnh tinh thần lực, chúng tôi biết được chênh lệch với anh quá lớn. Nếu như một lòng muốn đuổi theo bước chân của anh, chỉ sợ chúng tôi phải dùng cả đời cũng không vượt qua được. Nếu thế thì, tự nhận không bằng luôn. Hoàng Kỳ Nhất ngạo nghễ cười, nói, anh giác ngộ như vậy cũng không tệ. Lần này Hoàng Vô Dục không trở về với anh, là vì đang trấn thủ thành La Phù sao? Hoàng Thái Tức lắc đầu, nói, anh ta đi Đan Hà Cảnh. Nghe nói là đệ cửu mạch xuất hiện một tộc nhân có thiên phú thầy thuốc nên anh ta đi xem. Nghe được ba chữ đệ cửu mạch, vẻ mặt Hoàng Kỳ Nhất hơi lạnh, nói, bộ tộc chúng ta đã không còn đệ cửu mạch nữa. Họ đã trở thành quá khứ rồi. Hoàng Thái Tức gật đầu, nói, quyết định này của hội trưởng lão thì tôi biết rồi, đúng là nên như thế. Mạch của họ hơn 10.000 năm qua không có cống hiến nào cho tộc quần thì nên bị đào thải. Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, lần này tôi trở về, là muốn hỏi anh, làm như thế nào mới có thể thức tỉnh tinh thần lực. Hoàng Kỳ Nhất vừa nhìn anh nói, anh cảm thấy nếu như tôi có phương pháp này, sẽ cất giấu sao? Hoàng Thái Tức nhướng mày, không cam lòng nói, chẳng lẽ không có biện pháp sao? Thức tỉnh tinh thần lực đại diện cho nhiều điều, không chỉ là địa vị tăng lên, mà thực lực cũng tăng cường. Phóng mắt nhìn cả tộc quần cổ hoang thú, những người trở thành thần quân, mỗi một người đều có tinh thần lực thức tỉnh. Nói cách khác, muốn trở thành thần quân, trước hết phải thức tỉnh tinh thần lực, đây đã là quy định bất thành văn của bộ tộc cổ hoang thú. Cũng bởi vì như vậy, người thức tỉnh tinh thần lực đều là hạt giống của bộ tộc cổ hoang thú, tương lai có hy vọng trở thành thần quân. Hoàng Kỳ Nhất lắc đầu, nói, không có cách nào. Lúc tôi luyện công bỗng nhiên có sấm nổ vang, cửu tử nhất sinh mới thức tỉnh tinh thần lực. Về phần những tiền bối có tinh thần lực thức tỉnh khác, có người là rơi xuống vực cực sâu, có người là trải qua đại hỷ đại bi, cuối cùng mới thức tỉnh tinh thần lực. Những thứ này cũng không phải là bí mật gì, trong tộc đều có ghi chép cả. Nếu như anh có dũng khí, có thể đi thử. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể thức tỉnh tinh thần lực. Khóe miệng của Hoàng Thái Tức co rút, vậy nếu vận khí không tốt, vừa không đạt được mục đích, vừa biến bản thân thành bi kịch. Nếu như không phải hiểu rõ tính cách Hoàng Kỳ Nhất, Hoàng Thái Tức sẽ cảm thấy anh ta nhất định đang lừa mình đi tìm chết. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, anh ta không thể thức tỉnh tinh thần lực. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Chương 3037. Chuyện hư vô mờ ảo như vậy, cho dù anh ta có cố gắng thế nào cũng không làm được. Hoàng Kỳ Nhất thở dài nói, có lẽ sau này có thể làm được. Anh ta vừa dứt lời, cả tòa Dương Thần Vực bỗng nhiên ầm ĩ lên. Có thể nghe được có người hô, thiếu gia Hoàng Vô Dục ở Đan Hà Cảnh phát hiện biện pháp có thể thức tỉnh tinh thần lực. Cái gì? Sắc mặt của Hoàng Thái Tức và Hoàng Kỳ Nhất đột nhiên thay đổi, trong đầu hiện lên suy nghĩ đầu tiên là, không thể có chuyện đó được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai dám nói lung tung bịa ra tin tức ở trong Dương Thần Vực sẽ phải giết không tha? Hoàng Kỳ Nhất vừa bay lên không trung, khí thế cường đại tản ra, âm thanh hoảng. Loạn, ồn ào từ từ nhỏ dần. Hoàng Thái Tức nhìn Hoàng Kỳ Nhất trên không trung, tâm thần anh ta run lên, Hoàng Kỳ Nhất vừa bước vào đỉnh phong của động hư cảnh. Thiếu gia Kỳ Nhất, một ông lão xuất hiện trước mặt Hoàng Kỳ Nhất, vẻ mặt cung kính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Kỳ Nhất hỏi. Ông lão trả lời, thiếu gia vừa rồi cũng nghe được rồi đấy. Đan Hà Cảnh xuất hiện người nắm giữ pháp môn có thể làm tinh thần lực của chúng ta thức tỉnh. Rất nhiều người đã vội vã đến đó. Lừa gạt. Tộc chúng ta nghiên cứu phương pháp thức tỉnh đã mười mấy nghìn năm này cũng không có tiến triển gì, làm sao nó có thể xuất hiện ở Đan Hà Cảnh chứ? Rốt cuộc là ai bịa ra lời nói dối, tôi muốn bắt anh ta về, xử phạt thật nặng. Hoàng Kỳ Nhất lạnh lùng nói, giọng điệu đã vô cùng bất mãn.
là người thức tỉnh của bộ tộc cổ hoang thú, anh ta biết rõ sự nguy hiểm và không thể bắt chước sự thức tỉnh. Đối với loại tin đồn này, anh ta sẽ không tin. Ông lão nói, là thiếu gia Hoang Vô Dục truyền tin từ Đan Hà Cảnh về, anh ấy còn nói cô bé Hoang Dược Phi của đệ cửu mạch đã dùng phương pháp này, thành công thức tỉnh. Vẻ mặt Hoang Kỳ Nhất ngưng tụ, hét lên, làm sao có thể chứ? Anh ta biết rõ con người của Hoang Vô Dục, nếu Hoang Vô Dục dám nói như vậy, nhất định là có căn cứ, nhưng chính vì như vậy, mới khiến anh ta càng thêm không thể tin được. Ông lão tiếp tục nói, thiếu gia Hoang Vô Dục truyền tin về còn nói, phương pháp này hiện giờ nằm trong tay một bác sĩ. Người bác sĩ kia đã đạt tới trình độ cấp 8 của tinh thần lực. Thiếu gia Hoang Vô Dục không phải là đối thủ của anh ta nên mới truyền tin tức này về. Tinh thần lực đạt cấp 8 à, người này mạnh đấy. Hoang Kỳ Nhất nhíu mày, trầm giọng nói, nhắn Hoang Vô Dục dùng mọi cách giữ người này ở lại. Nếu thật sự có pháp môn như vậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải có nó trong tay tộc chúng ta. Còn nếu như là giả, tuyệt đối không thể tha thứ. Vâng. Ông lão nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Hoang Kỳ Nhất nhìn tòa nhà cao tầng phía dưới, phát hiện Hoang Thái Tức đã rời đi. Anh ta thở dài, trong lòng cảm thấy bất an. Nếu tin tức này là thật, loại pháp môn có tồn tại thì bộ tộc cổ hoang thú sẽ loạn mất. Địa vị nhất mạch của họ sẽ bị lung lay. Tại Đan Hà Cảnh, nơi của đệ cửu mạch. Chương 3038. Hoang Vô Dục lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, trong giọng nói mang theo cảnh cáo, nói tôi đã đem chuyện của anh nói cho cao tầng trong tộc, không lâu nữa, họ sẽ đến nơi này, đến lúc đó, tình cảnh của anh không cần tôi nói nhiều chứ. Hoang Tàn Phong và người của đệ cửu mạch đều lo lắng, nếu như toàn bộ cao tầng trong tộc đến, thì chỉ có thần quân mới có thể ngăn cản. Họ cũng muốn Đường Tuấn rời đi, nhưng hiện giờ Đan Hà Cảnh đã bị cấm vệ hắc giáp canh giữ và bày ra trận pháp. Với lực lượng bây giờ của họ, muốn rời đi chắc chắn không làm được. Đường Tuấn nhún vai, nói, vậy thì sao? Hoang Vô Dục lạnh lùng hỏi, tôi cho anh một lựa chọn, đem loại pháp môn này giao cho tôi sẽ thả anh đi. Nếu không, chờ những cao thủ trong tộc đến, anh có hối hận cũng không kịp. Đường Tuấn cười khinh thường, không thèm trả lời. Bộ tộc cổ hoang thú không có thần quân tọa chấn, người mạnh nhất cũng chỉ có Hứa Vô Sơn kia, anh còn không sợ. Hoang Vô Dục nhìn thấy bộ dáng Đường Tuấn, vô cùng tức giận, anh ta nhìn đám người Hoang Tàn Phong, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nói có lẽ anh không sợ, nhưng anh đã từng nghĩ, họ bị tộc quần vứt bỏ. Một khi các cao tầng trong tộc đến, nếu không chiếm được pháp môn, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua, đến lúc đó họ có giận chó đánh mèo hay không, tôi cũng không chắc lắm. Ánh mắt Đường Tuấn ngưng tụ, đây cũng là điều anh lo lắng. Hoang Dược Phi nói, có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ làm mọi người bị thương. Hoang Tàn Phong dứt khoát nói, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm anh Đường khó xu. Hoang Vô Dục mỉa cười, nói, Hoang Dược Phi, cô quá coi trọng chính mình. Tinh thần lực của em thức tỉnh, trong tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng sẽ không vì một mình em mà hy sinh lớn như vậy. Bằng một mình em mà cũng muốn đối phó với toàn bộ tộc cổ hoang thú sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một mình em ấy không đủ, nhưng nếu như toàn bộ nhân tộc của đệ cửu mạch thì sao, có đủ hay không? Đường Tuấn bỗng nhiên nói. Hoang Vô Dục nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt, trầm giọng nói, anh muốn làm gì? Đường Tuấn không để ý tới anh, nhìn Hoang Tàn Phong, hỏi có bao nhiêu người trong mạch này? Hoang Tàn Phong nói, tổng cộng có 96 người. Đường Tuấn nói, tập hợp hết các tộc nhân lại đi. Hoang Tàn Phong ngạc nhiên, chợt hiểu được Đường Tuấn muốn làm gì, trên mặt ông ta lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng đi ra ngoài thông báo cho tộc nhân. Anh điên à? Hoang Vô Dục quát lớn, chẳng lẽ anh muốn biến toàn bộ nhân tộc của đệ cửu mạch thành người thức tỉnh sao? Đường Tuấn cười nói, không phải là được sao? Tôi vui vẻ là được. Hoang Vô Dục giật mình, loại bất an này trong lòng anh ta càng ngày càng mãnh liệt. Chương 3039. Đệ cửu mạch có tổng cộng 96 người, được coi là ít người nhất trong bộ tộc cổ hoang thú. Nhưng nếu là 96 người này cùng trở thành người thức tỉnh, vậy đại diện cho ý nghĩa gì chứ? Họ đủ để lật đổ toàn bộ tộc quần cổ hoang thú. Anh ta muốn truyền tin tức này ra ngoài, nhưng hôm nay toàn bộ Đan Hà Cảnh bị trận pháp phong ấn, anh ta cũng làm không được gì. Không thể có chuyện đó, anh ta tuyệt đối không làm được. Hoang Vô Dục chỉ có thể thét lên như vậy. Hai ngày sau, cách Đan Hà Cảnh 1 triệu dặm. Một đội ngũ đang nhanh chóng đi về phía Đan Hà Cảnh, trong đó có 2 người Hoang Thái Tức và Hoang Kỳ Nhất.
Đội ngũ này bao gồm cả nhân tộc thuộc 8 mạch khác của bộ tộc cổ hoang thú và 10 trưởng lão. Kỳ Nhất, anh đến chỗ tôi. Hoàng Kỳ Nhất đang nói chuyện với Hoàng Thái Tức, một giọng nói vang lên bên tai anh ta. Hoàng Kỳ Nhất nói với Hoàng Thái Tức một tiếng rồi đi tới bên cạnh một người đàn ông trung niên. Chú Nam Sơn. Hoàng Kỳ Nhất là người thức tỉnh, đối mặt với người khác sẽ có biểu hiện kiêu căng một chút. Nhưng ở trước mặt người đàn ông trung niên này, anh ta lại trở nên khiêm tốn. Bởi vì người đàn ông trung niên này không chỉ là chú ruột mà ông ta cũng là một người thức tỉnh. Nếu đánh giá về thực lực, ông ta có khi còn mạnh hơn cha của anh ta. Hoàng Nam Sơn nhìn Hoàng Kỳ Nhất, nói tu vi của con tăng lên không ít, một thời gian nữa, chỉ sợ mấy người trong 10 đại trưởng lão sẽ không là đối thủ của con. Hoàng Kỳ Nhất nói, vậy chênh lệch của con với chú ba cũng không ít chứ. Hoàng Nam Sơn cười ha ha, nói tinh thần lực của chú đã thức tỉnh cũng gần 100 năm, con mới 10 năm, thì độ chênh lệch chắc chắn là rất nhiều rồi. Nhưng con cũng không cần nản lòng, thiên phú của con tốt hơn chú, qua 20 năm nữa, có thể đuổi kịp chú. Hoàng Kỳ Nhất không nản lòng, 20 năm sau đuổi kịp chú Nam Sơn của anh ta, đây đã là thành tích rất lớn rồi. Hoàng Nam Sơn bỗng nhiên tắt tươi cười, bố trí pháp môn cách âm ở xung quanh, nói, Kỳ Nhất, lần này chúng ta đi tới Đan Hà Cảnh, có hai việc nhất định phải làm thành. Thứ nhất, nếu thật sự có pháp môn có thể làm cho tinh thần lực của tộc nhân thức tỉnh, nhất định phải nắm trong tay đệ nhất mạch chúng ta. Hoàng Kỳ Nhất trịnh trọng gật đầu, anh ta cũng nghĩ như vậy. Thứ hai, con nhất định phải cưới Hoàng Dược Phi. Nhưng câu nói tiếp theo của Hoàng Nam Sơn khiến Hoàng Kỳ Nhất ngạc nhiên, thậm chí còn tức giận. Hoàng Kỳ Nhất danh giá như anh, vậy mà chú lại muốn anh cưới một cô gái mà bị tộc quần vứt bỏ. Chương 3040. Hoàng Nam Sơn trầm giọng nói, nếu lời đồn là thật, hôm nay Hoàng Dược Phi cũng là một người thức tỉnh, tương lai thực lực của cô ta nhất định bất phàm. Chúng ta phải kéo loại lực lượng này về mạch của chúng ta. Hơn nữa con và cô ta, hai người đều là người thức tỉnh, tương lai sinh ra con cháu, xác suất cũng là người thức tỉnh rất lớn. Cho dù lời đồn không là thật thì Hoàng Dược Phi cũng có thiên phú của bác sĩ, đáng để bồi dưỡng. Tất nhiên, nếu con không thích cô ta, sau khi kết hôn, bạn có thể lấy thêm một người khác nữa. Con vốn là thiên kiêu của đệ nhất mạch con có cưới 18 người, cũng không ai dám nói gì. Tuy Hoàng Kỳ Nhất vẫn còn khúc mắc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Hoàng Nam Sơn vỗ vai anh, nói cháu trai ngoan. Vẻ mặt ông ta hơi cứng lại, nói tiếp sau đây, con ở bên cạnh chú. Tuy đệ cửu mạch không có khả năng xuất hiện cao thủ gì đó, nhưng lần này chúng ta bức bách họ như vậy, cũng sợ họ sẽ liều mạng. Đến lúc đó nếu không cẩn thận mà con bị thương thì không tốt. Hoàng Kỳ Nhất châm chọc nói, chú Nam Sơn, chú quá coi trọng họ rồi. Dựa vào thực lực của đệ cửu mạch, một mình con cũng có thể nghiền ép họ. Hoàng Nam Sơn nói, con vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hoàng Kỳ Nhất đành phải gật đầu, nhưng trong lòng anh ta cũng không quan tâm. Anh ta chính là người thức tỉnh của bộ tộc cổ hoang thú, là vương giả. Dựa vào thực lực kém cỏi như đệ cửu mạch, còn không có tư cách để cho anh ta coi trọng. Đã đến Đan Hà Cảnh rồi. Một giọng nói ở phía trước vang lên. Một bình nguyên xuất hiện trước mắt mọi người. Giữa bình nguyên có một con sông lớn chảy qua. Là cấm vệ hắc giáp. Bốn phía ở Đan Hà Cảnh, cứ cách một đoạn lại có một binh lính mặc áo giáp màu đen canh giữ. Trong khoảng thời gian này, Đan Hà Cảnh có xảy ra chuyện gì không? Họ có tìm cách chạy trốn hay không? Hoàng Kỳ Nhất hỏi. Theo anh ta nghĩ, sau khi biết được cao tầng trong tộc sắp tới, người của đệ cửu mạch có khi bị dọa đến choáng váng. Một người của cấm vệ hắc giáp lắc đầu, nói, mấy ngày nay họ rất bình tĩnh, tất cả tộc nhân của đệ cửu mạch như đều biến mất. Hoàng Kỳ Nhất quát, họ đã không còn là đệ cửu mạch. Hừ, xem ra họ cũng biết không trốn thoát, nên cũng buông tha. Thu lại trận pháp đi, chúng tôi tới rồi, trận pháp này không còn cần thiết. Ở trước mặt tôi, không ai trong số họ có thể trốn thoát. Nói xong, một cỗ tinh thần lực khổng lồ từ trên người Hoàng Kỳ Nhất phóng thích ra ngoài. Tinh thần lực cấp 8. Ngoại trừ Hoàng Nam Sơn không có biểu hiện sự kinh ngạc ra, những tộc nhân khác của bộ tộc cổ hoang thú đều khiếp sợ nhìn Hoàng Kỳ Nhất. Không hổ là người thức tỉnh tinh thần lực, thiên phú quả thật đáng sợ. Năm nay Hoàng Kỳ Nhất chưa tới 100 tuổi, còn trẻ như vậy mà tinh thần lực đã đạt cấp 8, tương lai nhất định có thể trở thành vương của chúng tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 3040.